bên cửa hàng nhà em sẽ giới thiệu cho các bác dòng củ loa bát 40 RCF phiên bản mới tinh, mẫu mới về các bác nhá. Và sắp tới bên em sẽ làm cái dòng củ bát 40 RCF cái mẫu này trong năm 2022. Đây là một phiên bản mới cập nhật từ nhà máy, phiên bản năm 2022 các bác nhé. Với cái dòng loa bát 40 RCF phiên bản mới này, vừa cho các bác chơi full được và vừa cho các bác làm súp hơi được. Mẫu nó đây các bác nhá, mới nhất đây. Con này của nó là màng xếp ly, gân vải 3 gân tẩm dầu. Theo em được biết là cái mẫu bát 40 RCF này là của hãng BM sản xuất. Con này của nó là màng đen và nón đen, rất là xịn sò luôn. Nên bác nào thích chơi full dùng củ bát này hợp lý luôn, mà chơi súp cũng được luôn, rất là ok luôn cho các bác. Và đương nhiên con này bản của nó bản xương nhôm rồi, bản xương được nâng cấp hơn này, làm dày hơn và cứng cáp hơn. Và nó thay đổi ở cái phần mặt T này của nó. Hiện tại cái bản mặt T nó sẽ như này các bác nhá, rộng luôn, tại vì cái chỗ này này nó làm rộng hẳn luôn. Và T của nó là T6 lỗ, nó sẽ như thế, bản như thế này, màu đen T nhẵn. Đây này, nó sẽ có số sơ đi dưới màng như này luôn. Nhà hàng loại 1 của Trung Quốc luôn. Và con này với dòng bát 40 này là từ của nó là từ 220 côn 100 các bác nhé. Đây cổ côn ở đây, nhện màu vàng. Bích thép của nó, bích thép kẹp lỗ, bích thép màu trắng dày, từ dày và bích dày luôn. Còn kẹp T của nó màu đen, có thấy không? Bác nào mà làm full thì dòng này là đánh uy lực luôn, chống sâu, làm súp cũng vậy. Rồi nha các bác nha, sau đây em sẽ quay trở lại test cho các bác nghe. Với dòng này thì em đang bán mới về này, em đang bán vẫn giữ nguyên mức giá cũ là 2,8 triệu một đôi. Bác nào mua lẻ một cái là 1,4 triệu, có bán lẻ một cái cho các bác làm súp. Em đang test trực tiếp ở ngoài các bác nhé. Và con này công suất của nó là 800W trở kháng 8 ohm. Các bác lưu ý nhé, phiên bản mới nhất nó sẽ như này, và năm 2022 này bên em sẽ đẩy mạnh cái mẫu này. Còn nếu mà về sau nó có sẽ phiên bản nào nữa thì em sẽ thông báo đến cho các bác sau. Còn hiện tại nó sẽ như này. Cái hàng của em, hàng loại 1, nó có số sơ đi dưới màng nhá các bác nhá. Bác nào đi làm sự kiện chơi cái bát 40 RCF này cực hay.
Dạ dạ. Thôi nhé, em xin dừng nhạc, vướng quảng cáo rồi dừng nhạc luôn. Các bác xem được video mà tham khảo mà thích cái mẫu bát 40GCS mới nhất này thì alo trực tiếp về bên cửa hàng em để mua hàng theo hai số điện thoại 5815 72, hai số hotline điện trực tiếp cho em. Nếu mà điện mà em bận không nghe được ý, thì các bác có thể kết bạn vào hai số Zalo này, nhắn tin qua Zalo để mua hàng. Em giao hàng toàn quốc. Cảm ơn các bác đã theo dõi video này. Video mà hay, các bác nhớ ấn like và chia sẻ và ấn đăng ký kênh để theo dõi nhà em ra nhiều video giới thiệu sản phẩm cho các bác xem nhé.